Mosa Kim Sơn thân chào nhà mình luôn nha. Thì sau một thời gian thì mình cũng đã hoàn thành cái tác phẩm này rồi. Một rừng sam núi nha. Cái này là sam núi trái luôn. Một rừng sam núi nó lên mình cấy lên trên cái khúc lũ Nu luôn nha. Lũ này là lũ sang đá rất là chắc. Lũ rất là đẹp, Nu rất là đẹp luôn. Thì cái này mình chưa có vội lên rêu nên là mình chỉ lên thằng sơ dừa mình lấy đó thôi, cho nó giữ ẩm cây trước, rồi sau bắt đầu cây nó ok rồi lúc nào mình ấy thì mình mới lên rêu thôi. Cái này thì lên cây cũng rất là nhiều, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, tầm 25 cây. Cái khúc lũ này cũng dài 2, 4, 6, 8, khúc này cũng 1 mét, chiều đây cũng tầm 30. Được cái khúc lũ này mình khoe được cái dàn quăng của nó, dàn quăng nó đẹp nên là mình rất là thích. Này dàn Nu nó cũng rất là đẹp, được cái là cái bọng tự nhiên của nó cũng rất là ok. Cái chiều nước nó thoát là nó chiều ở đây, chiều nước thoát ở đây hết, ở trên này là nó thoát xuống đây hết luôn. Mình rất là thích cái kiểu thiên nhiên như thế này. Rồi Sơn rất cảm ơn cả nhà mình đã dành thời gian xem tin ủng hộ luôn nha. Và nếu có thắc mắc gì thì nếu mà ưng ý giao lưu thì liên hệ với Sơn theo số điện thoại là 0911 470 409. Số đó cũng là số Zalo và Facebook của Sơn luôn nha. Và nếu nhà mình thương mến cho Sơn một lượt đăng ký và nhấn chuông theo dõi, chọn tất cả các bài đăng để cập nhật những thông tin mới nhất luôn nha. Rồi nhà vườn thân chào mình. Chúc nhà mình thật nhiều niềm vui và an lành luôn nha.